Sau 10 năm hoạt động, đến ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu chính thức gia nhập hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng. Cùng ngày, thì trường cũng đã tổ chức một buổi lễ ra mắt hội đồng quản trị và hiệu trưởng mới. Xã hội hóa giáo dục là một trong những mục tiêu chiến lược của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Bà Rịa Vũng Tàu gia nhập tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là một trong những hướng đi trong mục tiêu phát triển đó. Hôm ngày 15 tháng 7, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã ra mắt hội đồng quản trị do bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng làm chủ tịch. Trường cũng ra mắt hiệu trưởng mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm. Sau khi gia nhập tập đoàn Nguyễn Hoàng, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu trở thành đại học theo hướng ứng dụng của Việt Nam với từ 15 đến 20% sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động quốc tế, thu hút 200 du học sinh quốc tế mỗi năm. Đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương với khả năng đào tạo 20 ngành, 80 chuyên ngành, thu hút 500 du học sinh quốc tế mỗi năm và có từ 35 đến 40% sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Trong cái 5 năm sắp tới thì sẽ phấn đấu trở thành một trường đại học theo định hướng ứng dụng đáp ứng cái nhu cầu đào tạo nhân lực cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cho khu vực trong những lĩnh vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cần. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục đầu tư những lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ kinh tế biển đảo và liên quan đến vấn đề về bảo vệ môi trường và biến đổi tại nguyên khí hậu trong khu vực hiện nay. Tầm nhìn 10 năm tới, thị trường sẽ phấn đấu trở thành một trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong một số lĩnh vực của khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm cũng cho biết, kể từ năm học này, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bắt đầu đổi mới 5 nội dung về chương trình đào tạo, quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quan hệ quốc tế và hợp tác doanh nghiệp. Đổi mới từ khâu chương trình, cơ sở vật chất, đổi mới quản lý, đổi mới cơ sở tầng vật chất, đồng thời đổi mới cả cái cách thức hợp tác, kết nối doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Và trước mắt thì chúng tôi đã triển khai một số chương trình để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo của trường cũng như là hỗ trợ cho phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đó là chương trình phát triển tài năng. Chúng tôi coi tất cả các em sinh viên vào trường đều có tiềm ẩn những tài năng mà chưa gặp được môi trường, chưa gặp được điều kiện tốt để phát huy. Đặc biệt, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng chương trình đồng hành với những ý tưởng khởi nghiệp khả thi với mục tiêu Đại học Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một vườn ươm khởi nghiệp của khu vực, tập trung trong các lĩnh vực về kinh tế, xã hội và công nghệ dịch vụ.